Oh, cái sáo này, này giống ở sáo trúc, nhưng mà thay vì trúc thì đây là bằng cái nhôm, cái ống nhôm đúng không? Dạ đúng. À, cái này anh mua lâu chưa? À, cái này cũng ông Hấn cũng mua đó. À, bây giờ anh có thể thổi tặng cho em một bài được không? Có bài nào hay hay thổi tặng em À, bài đây. sau đây thì mình thổi bài được quê hương, thổi Quê một hỏi một đoạn. à dạ Mến chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại chợ mới An Giang các bạn. Thì ở đây thì mình được mọi người chia sẻ giới thiệu về anh Mã Văn Tài các bạn. Cái tên nghe khá là giống như thể là một diễn viên điện ảnh vậy đấy. Mã Văn Tài trong một cái nhân vật của một bộ phim nào đó. Anh là một người khiếm thị các bạn, nhưng mà đặc biệt thì anh có một cái tài năng khá là giỏi, đó chính là thổi sáo bằng lỗ mũi cũng như hát. Thì hôm nay mình xuống đây thì mình có gặp anh ở đây thì cũng muốn ghé lại để thăm và chia sẻ với mọi người về cái biệt tài của anh Tài. Em chào anh Tài. Mình kiếm chỗ nào mát mát mình ngồi mình nói chuyện được không? Bây giờ ngồi chỗ nào được ta? Mình qua bên chỗ bụi tre cái ngồi được không anh? À đi đi qua đây đi. Ồ cái sáo của anh đang dắt giống kiếm hiệp ấy. Anh cứ đi đi. Em chỉ chỗ cho anh ngồi. Ồ đây cũng mát ha. Đây à, bây giờ chỗ kia nó có cái mộ kìa, cái ngồi kế bên ngôi mộ được không? Tại ngay gốc tre này thì nó không có một cái gì để ngồi, mà kế bên cái ngôi mộ thì nó có một cái thềm á, mình ngồi ở đó ha. Cho em gắn cái này lên người anh em nói chuyện tí ha. Rồi anh cứ đi đi, đến đây em chỉ đây, ngồi kế bên ngôi mộ đây cho nó mát này. Rồi. Thì mình xuống dưới đây mình hỏi thăm thì ai cũng biết anh Tài luôn á. Anh là tên thật đầy đủ là cái gì anh? Tên thật đầy đủ là Trần Hữu Tài. Trần Hữu Tài. Nhưng mà sao nghe nói là Mã Văn Tài? Tại vì đi 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 đầu này đầu kia thì lấy tên Mã Văn Tài. À, Mã Văn Tài là cái biệt danh của anh hả? Anh Tài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì Tết này nó là 40 rồi. À, Tết năm nay nó là 40 tuổi rồi. Rồi anh Tài đi thổi sáo như vậy lâu chưa? Cũng hai mấy năm rồi, 16 tuổi là đi tới giờ. À, 16 tuổi là anh Tài đã biết thổi sáo rồi. Tới bây giờ là năm nay là 24 năm rồi. 24 năm thổi sáo. Mà nghe đâu anh thì hát cũng hay lắm đúng không? Hát thì cũng cũng hay, mà cái giọng cũng hay nhưng mà không hay cho lắm. Hay nhưng mà không hay cho lắm. Tại mình được mọi người chia sẻ là nghe anh Tài nói là nghe mọi người nói là anh Tài thổi sáo bằng lỗ mũi chứ không thổi sáo bằng miệng. Sao mình không thổi sáo bằng miệng mà phải thổi sáo bằng lỗ mũi anh? Tại vì mình thổi bằng lỗ mũi nó quen. À, thổi bằng lỗ mũi nó quen đó hả? Mình có thổi được bằng miệng không? Được, tại vì mình thổi bằng miệng thì nó cũng không có hơi hám gì. À, thổi bằng miệng nó không hơi hám gì, mình thổi bằng mũi mũi thì nó kín hơn hả? Đâu cho em xem cây sáo của anh được không? Cái sáo này này giống ở sáo trúc, nhưng mà thay vì trúc thì đây là bằng cái nhôm, cái ống nhôm đúng không? Dạ đúng. À, cái này anh mua lâu chưa? À, cái này cũng ông Hấn cũng mua đó. À, bây giờ anh có thể thổi tặng cho em một bài được không? Có bài nào hay hay thổi tặng em À, bài đây. sau đây thì mình thổi bài được quê hương, thổi Quê. một hỏi một đoạn. À dạ. Thank you.
thầy chứ ta. Là mình bắt đầu thổi bằng mũi từ khi nào anh? Cũng mới biết thổi cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Nhưng mà cái thời gian đầu tiên đó là mình là vẫn thổi bằng miệng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà về sau mình làm sao mà mình suy nghĩ sao mà mình đi thổi bằng mũi? Thì tại mình mò mày mình tập mình thổi được. À mình mò mày mình tập mình thổi bằng mũi thì mình thấy thổi mũi nó hay hơn hay sao? Dạ, thấy nó hay rồi mình thổi luôn. À, đâu anh thể có thể nào mà anh thổi bằng miệng cho em nghe được không? Thổi bằng miệng thì nó cũng cái hơi thì nó cũng hơi yếu. Dạ không sao, anh cứ thổi thử em nghe xem ra thổi bằng mũi hay hơn đây. Không có hay không? À, có nghĩa là do anh thổi bằng miệng á là nó không có hơi. Có nhưng mà nó hơi nhưng mà hơi yếu, đúng không? Là mình có thể là mình không thổi được những cái nốt dài. Mà mình thổi bằng mũi thì nó lại nhiều hơi hơn. Dạ. Em thấy là thường là người ta khi mà người ta thổi sáo là người ta sẽ thổi bằng miệng là chính, mà đằng này anh Tài lại ngược lại, là anh Tài lại đi thổi bằng mũi chứ không phải thổi bằng thổi bằng lỗ mũi. Thổi bằng mũi chứ không phải thổi bằng miệng đó. Ngày xưa anh học sáo này là có khó không anh? Thì nói chung thì cũng hơi khó nhưng mà mình học thì cũng tự mình học, mình mò mài mình tập thôi chứ mình không có học gì. À có nghĩa là mình tự mày mò mình học. Dạ. Không có ai dạy hết. Dạ. Ô giỏi chứ ta. Vậy hàng ngày anh dùng cái cây sáo này để anh đi thổi ở ngoài các bến phà đúng không? Ở bến phà Đông Giang. Để kiếm tiền đúng không? Kiếm tiền. À đâu anh thổi thêm cho em một bài nào mà anh hay thổi không? Mình xin thổi bài Lòng Mẹ. Lòng Mẹ, dạ. Hay quá, không ai dạy mà vẫn hát được, vẫn thổi được. Dạ. Yeah. À, em nghe nói là ngoài cái thổi sáo này ngày trước là hình như anh Tài là còn đi hát đó đúng không? Đi hát. À, là lúc đấy mình đi hát là hát như thế nào anh? Hát kéo kéo hay như thế nào? Kéo kéo. À, đi hát kéo kéo hả? Dạ. Yeah. Anh hát kéo kéo được bao nhiêu năm? Thì cũng 7 năm. 7 năm? Dạ. Yeah. Ồ, là anh có ai dạy anh không? Anh tự anh... Không, hồi đó giờ tập nghe và ca thôi chứ không ai dạy. Tập nghe và ca thôi. Ừ. À, anh có thể tặng cho em một bài hát mà anh hát được không? À, hôm nay thì xin hát một bài hát câu 5, câu 6 dòng cổ. À, trong dòng bài cổ. Chiến xe Tây Ninh đi. À, rồi, ok anh. Xe dừng lại bến cầu chở càng hương bốn bề giường trôn vàng mây dáng diệu hiền đẹp
tựa bài thơ em cười nụ rồi nhìn tôi lặng lẽ, rồi sẽ qua mặt câu nhẹ nhẹ lòng tôi say theo chuyện kể anh tình. Phải đâu xa mà tôi lại thương mình, thương lúa cày nghỉ si chân chờ, thương bàn tay gieo mầm cho chính đỏ ước mơ, cho người mình yêu tính tưởng ở miền xa, nơi ấy riêng một góc trời xanh em thương nhớ. Anh hỏi tên chi em cười rồi nói nhỏ, em tên thơ nhà em ở đó cũng gần. Xe lên đường tôi ngước nhìn bốn phía đồng xanh, tìm ngôi nhà tranh trong làng xanh bất tận. Chợt nghe như tiếng người thương căng dần, phải chắc chiêu dựng xây vào đẹp quê hương. Quá đổi thương tâm tình đó thị chung, quê hương là xưng còn em là mây vàng rực rỡ. Em ơi chuyến xe này anh về với Tây Ninh, hẹn ngày mai ghé thăm cô bạn trẻ. Bố qua này em về dân mẹ, rằng qua xưng của người bạn quê nhà. Em nhìn tôi đỡ bỏ qua, hương sao đôi mắt nhìn xa em cười. Em ơi xuân đó đường vui, xuân nằm thắm đang trên đời nở hoàng. Cảm ơn. Ồ hay quá ta. Vậy là ngày xưa anh Tài là đi hát một hát đi hát 7 năm hát kêu kéo. Dạ. À. Rồi bắt đầu là từ cái lúc đó là mình học về sáo luôn hay sao anh? Về sáo luôn. À vừa học sáo mà vừa học học vừa học đi hát mới hát kêu kéo luôn. Dạ. Ừ. Rồi anh Tài cho em hỏi thăm một chút này, anh Tài có gia đình chưa? Chưa. Ờ à, chưa có gia đình luôn hả? Dạ. Ừ. Giờ hiện tại bây giờ anh Tài đang sống cùng với cha mẹ. À cha mẹ. À. Là hàng ngày là anh Tài là bữa nay anh Tài còn ra phà hát để kiếm tiền không? Thì nói chung thì lâu lâu mình cũng còn đi vậy đó. À rồi mà một ngày mình hát thì được khoảng bao nhiêu anh? Nhung thì cũng không nhiều, cũng 70-80 ngàn rồi. À 70-80 ngàn hả? Ồ nghe anh Tài thổi sáo cũng hay mà hát cũng hay nữa. Dạ. Mình có thể hát những cái bài như anh thơ, những cái bài đằng nãy anh thổi sáo anh hát được không? Không. Là mình chỉ hát vòng cổ thôi đúng không? Vòng cổ. À, nhưng mà nếu mà hát mà qua mic chắc hay lắm nha anh Tài nha. Dạ. À, bây giờ còn bài nào không thổi cho em thêm vài bài được không? Nói chung thì mình cũng thuộc thì một vài bài thôi chứ nhiều quá thì mình cũng không thuộc. À mình... có nghĩa là mình giống mình thổi riết cái bài đó thôi đúng không? Mình dạ. Quen đúng không? À, mình quen khoảng đôi chục bài không? Thì không có 7-8 bài rồi. À 7-8 bài hả? Rồi nãy giờ 2 bài rồi giờ thổi thêm cho em mấy bài nữa ha. Dạ. À. Thank you.
Hay quá ta. Vậy là anh Tài mà khi mà anh đi ra ngoài phá anh hát á, thì có ai đưa anh đi không hay anh tự đi? Tự đón xe đi. Tự đón xe đi? Dạ. Sao biết đường mà đi hay vậy? Cũng thấy mình nhưng mà thấy mà được. Có nghĩa là anh Tài vẫn nhìn thấy đúng không? Anh dạ. Vẫn nhìn thấy em đúng không? Dạ đúng. Rồi ra ngoài phà đấy mình hát đấy thì bà con có khen hay không? Cũng khen hay. Tài đấy chứ, bởi vì là thổi bằng lỗ mũi. Dạ. Anh chính thức thổi bằng lỗ mũi từ khi nào? Cũng mấy năm nay rồi. Mấy năm nay rồi? Do mình thổi bằng miệng mình cảm giác nó không hay đúng không? Cảm giác nó không được có hơi hám gì đúng không? Dạ. Xong bắt đầu mình mới chuyển qua là mình thổi bằng mũi. Mà thổi bằng mũi thì thấy anh có vẻ thổi hay hơn là thổi bằng miệng. Dạ. Đó, gió trần thành gió mát mà ngồi được nghe anh thổi sáo như thế này thì cực kỳ hay luôn. Là bây giờ chính thác bây giờ nếu như anh thổi thì anh thổi được khoảng bao nhiêu bài? Thì cũng 7 bài gì đó. 7 bài hả? Nãy giờ 3 bài rồi, bây giờ thêm bài nữa đi. Tặng cho bà con cô bác thêm bài nữa đi. Dạ. Nghe hay quá, cứ muốn nghe hoài. Dạ. Xuân Xuân ơi, Xuân đã về đúng không? Dạ đúng. Bài đấy là cái gì anh? Bài đấy là bài Mùa Xuân ơi. Mùa Xuân ơi. Thì cũng gần đến Tết rồi cho nên Tài mới hát, anh mới thổi tặng cho mọi người cái bài Mùa Xuân ơi. Dạ. Xuân Xuân ơi, Xuân đã về. Anh hát được bài đó không? Mình không có thuộc. Hay là làm thêm một câu vọng cổ nào hay nữa được không? Nói chung thì mình cũng ca thì cũng không hay thì mình gửi tặng một bài. Dạ. Câu 1, câu 2 trong bài Thương em nhiều quá lá thư sưng. Ok anh. Rừng vào xuân, rừng thay lá mây, lá đỏ rơi đầy ngủ lối quân đi. Giữa buổi hành vững anh dừng chân viết rồi gửi về em bên này xa xôi. Anh gửi về em nơi giữa miền xa xôi tổ quốc. Đang buổi hành quân dừng chân ngẩn ngó có con chim mừng xuân đang vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng dạo xuân rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn màn buông sương xuống và tiếng chim ngần dục sáng bụi bình minh. Thương em nhiều quá áo dài mong manh, ruộng sớm đồng chưa mưa nắng tảo tần. Nuôi con thay chồng đuổi giặc miền xa đất bám đôi chân, bàn tay sạm nắng.
tốt đón năm nay nhớ mai con áo mới tập mắm thêm chân khi đêm tối lạnh lùng. Anh dân hành quân vui với núi rừng, đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nặng đường dài áo đất đôi giày, ôm súng bên mình suốt lứa tuổi 20, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói cùng ai những lời ân ái, giặc đến lên đường súng lại cầm tay. Ồ, hay dữ ta. Hay quá anh Tài ơi. Nghe đúng là xuất sắc luôn. À. Rồi hồi đó giờ anh có đi thi thổi sáo bao giờ chưa? Chưa. Chưa đi luôn hả? Dạ. Rồi có muốn đi thi không? Không anh ơi. Sao vậy? Sao không muốn đi thi? Mình ở nhà vậy đó, mình thi mình sợ mình thổi không có hay. À, có nghĩa mình sợ mình thổi không hay nên mình không dám đi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi thôi hôm nay em tới thăm anh Tài ha. Dạ. Thì cảm ơn Tài đã thổi cũng như tặng cho em mấy bài cũng như khán giả mấy bài ha. Dạ. Đây em có mấy trăm biếu cho anh Tài để em mua làm quà ha. Dạ, này dạ. Là cá nhân em ha. Dạ, dạ. Dạ, đây em gửi cho anh Tài. Dạ. Anh Tài cầm đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ừ. Chúc anh Tài nhiều sức khỏe nha. Chúc anh nhiều sức khỏe ha. Dạ, hẹn gặp lại anh Tài sau. Dạ, đi ạ. Dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip sau.